Xin chào các bác, hôm nay Vinh Thành Audio xin giới thiệu dòng Equalizer lọc âm thanh Victor của Mỹ có mã hiệu là CM770. Đây là hàng đấu mạng Nhật về, máy đẹp long ranh, thiết kế theo size tiêu chuẩn 43. Máy có thiết kế mặt gương sáng bóng rất là đẹp. Đặc biệt đối với dòng Equalizer này có thiết kế nút volume, nên các bác có thể sử dụng đây làm rề, chức năng rề có thể điều chỉnh nút volume ở đây. Đây là dòng lọc Equalizer Victor sử dụng bộ lọc C danh tiếng của Mỹ, có điện áp là 100V, công suất là 14W. Máy có thiết kế hai đèn nước hai bên rất là đẹp. Đặc biệt ở đây có thể điều chỉnh biên độ của đèn cao thấp. Máy có thiết kế là 7 cần chỉnh cho mỗi kênh, có tần số từ 63Hz cho đến 16kHz. Mỗi cần chỉnh rất là áp phê. Rất áp phê. Máy có thiết kế mặt gương bóng rất là đẹp. Đặc biệt, một điều đặc biệt đối với dòng lọc Victor này là máy này có remote. Nhưng mà hàng về không có remote, em đã làm được một cái remote học đi kèm để tiện dụng cho các bác sử dụng. Remote này có thể điều khiển tắt mở nguồn, điều khiển volume, điều khiển chọn ngõ vào. Đây em đã làm được một cái remote, có thể điều khiển được cái volume này, rất là hay. Đây em bấm volume, em bấm nút volume thì cái nút volume này nó chạy. Hoặc là nút mute, đang hát thì ta nhấn nút mute trên remote thì nó sẽ tự động chạy về. Rồi nhấn volume lên. Đây là thiết kế mặt sau. Đó, in out. Máy rất là đẹp. Made in Japan. Chất âm dòng lọc âm thanh Victor rất là hay. Máy đã được kiểm tra hoạt động hoàn hảo. Các bác về cái việc là sử dụng mà thôi. Rất là hiếm cái dòng âm thanh lọc nào mà có nút volume đính kèm. Rất là tiện dụng. Có thể điều khiển bằng remote.
Đây là các bộ nhớ cài đặt trong máy. Mỗi cần chỉnh rất là áp phê. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio.com.